Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, kỳ họp tiếp tục tiến hành các nội dung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại phiên chất vấn sáng nay, đại biểu đặt nhiều câu hỏi cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về các dự án xử lý rác sinh hoạt, tiến độ khai thác các nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn. Cử tri rất quan tâm và theo dõi về dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt quy mô 1.000 tấn một ngày và dự án nhà máy đốt rác phát điện công suất 650 tấn một ngày. Xin đồng chí Giám đốc Sở cho biết hiện tại tiến độ triển khai dự án này như thế nào và có đảm bảo vận hành trong năm 2024 như Sở đã hứa trước kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 này không? Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết vì sao việc triển khai xây dựng các nhà máy xử lý rác thải bị chậm tiến độ, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai? Thứ nhất thì nhà máy rác 600 tấn thì đã hình thành từ năm 2010 và quá trình 2014 điều chỉnh chủ trương lần 2, rồi 2016 có điều chỉnh về cái giãn tiến độ dự án đến 2018 và 2019 thì đề xuất một số chủ trương liên quan đến cái đổi mới công nghệ. Như vậy quá trình của năm của dự án 600 tấn đó một quá trình rất là dài và qua nhiều thời kỳ, và đến từ 2020 cho đến nay đến 2022 thì cái việc mà về pháp lý đất đai cũng như thủ tục đầu tư thì thành phố đã có giao nhiệm vụ cho ngành môi trường tiếp tục rà soát lại cái pháp lý đất đai để đảm bảo theo quy định. Thì dự kiến là sau khi phê duyệt dự án xong cái dự án của đầu tư 650 tấn này sẽ triển khai hoàn thành dự án này năm 20 đến khoảng 20 tháng tiến độ dự án. Thứ hai thì đối với dự án 1.000 tấn thì trong quá trình thực hiện về lập thủ tục hồ sơ dự án, cái hồ sơ dự án 1.000 tấn này hiện nay đâm nằm ở công đoạn là chúng ta đang trình thẩm định bộ xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở, và cái nội dung trình này là lần thứ hai và dự kiến sau khi trong tháng 7 này sau có ý kiến phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở đối với lần hai này thì hội đồng thẩm định của thành phố sẽ thẩm định đối với dự án này. Qua nghe phần trả lời chất vấn, các đại biểu đã có nhiều tranh luận sôi nổi tại nghị trường. Thì như đồng chí cũng đã nói là cái dự án này nó đã có từ lâu rồi, nó qua nhiều thời kỳ, qua nhiều năm. Và nó khó như vậy thì tại sao Sở lại đi hứa trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố là sẽ hoàn thành trong quý tư năm 2024. Và nhân dân thành phố cũng rất quan tâm đến cái lời hứa này. Tại vì hứa thì mình đi đâu với các giải pháp? Mình có giải pháp mình mới hứa được chứ. Trong trả lời cử tri cũng như là báo cáo kết quả của các kỳ họp thì bản thân tôi cũng đã đọc liên tục trong tất cả các trả lời đó. Đối với cử tri trước và sau kỳ họp đều nói đến hai cái nhà máy này. Thì đến sáng hôm nay đồng chí trả lời thì tôi cũng không hình dung ra được là đến khi nào thì cái nhà máy đó mới bắt đầu có thể đưa vào xây dựng. Đối với tiến độ dự án này thì kể cả không những là ngành môi trường quan tâm, mà ban thường vụ và thành ủy cũng rất quan tâm đến vấn đề an ninh nguồn rác. Và ngành môi trường đã có đề xuất một số giải pháp về công nghệ. Còn về mặt chủ trương triển khai thực hiện dự án là cả các ngành của thành phố vào cuộc để triển khai để đảm bảo cái việc xử lý an ninh nguồn rác trên địa bàn thành phố giai đoạn từ đây đến 2025 và đến 2030. Và theo quy hoạch của thành phố của 359 thì cái nguồn rác thu rác thải sinh hoạt thì là một ngày là 1.800 tấn đến 2.500 tấn cho một ngày thu gom rác. Như vậy thì với cái yêu cầu cũng nhu cầu về cái thu gom rác trên địa bàn thành phố với các cái hạ tầng công nghệ trong khu liên hiệp xử rác cũng như là các trạm trung chuyển thì lãnh đạo thành phố cũng đã rất quan tâm đến này. Cũng trong phiên chất vấn sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có giải trình về các dự án xử lý rác sinh hoạt, tiến độ khai thác các nhà máy xử lý rác tại bãi rác Khánh Sơn. Nhà máy rác thì có hai nhà máy, một là nhà máy 650 tấn, thì hiện nay Ủy ban thành phố đã báo cáo với Thường trực Thành ủy và Thường trực Thành ủy đã cho chủ trương về tiến độ của nhà máy này. Theo đó là sẽ giữ là 650 tấn
và cho phép cho chủ trương để là nâng công suất trong thời gian đấy nếu đáp ứng được số yêu cầu, và cho làm cái hạ tầng giai đoạn 2. Và cũng đã có cái phương án về cảnh quan, cái không gian và cái việc giải phóng giải tỏa đền bù cái bán kính của cái bãi rác Khánh Sơn như thế này. Thứ hai là đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cái dự án 1.000 tấn mà Hội đồng Nhân dân chúng ta đã thông qua về chủ trương đầu tư theo hình thức PPP, và sẽ có kết quả sớm nhất để chúng ta tiếp tục triển khai dự án này. Đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi cho các ngành chức năng thành phố liên quan đến các vấn đề nóng trên địa bàn thành phố về các lĩnh vực y tế, xây dựng, giao thông, an ninh, trật tự, an sinh xã hội.